Hello, hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của MobileTuneCool nha. Hôm nay chúng ta sẽ đến với 10 nhân vật anh em có thể nhận free trong tựa game của chúng ta khi đăng nhập 5 ngày, đó chính là Android 18. Đây là một nhân vật của bộ truyện tranh Dragon Ball nha anh em. Cô nàng được xếp hạng bậc tím và đi vị trí đường trên nha, Fighter nha anh em. Và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu qua một chút về bộ kỹ năng của cô nàng này. Cái nội tại của cô nàng này đó chính là có khả năng block được 15 đến 57 dam trong suốt quá trình combat. Đấy, cái chỉ số block này sẽ được gia tăng theo thời gian nha anh em. Chiêu 1 của cô nàng này đó chính là lướt lên vị trí chỉ định, tạo cho mình một lớp giáp và sau đó lao vào tấn công đối phương, làm choáng và đẩy lùi đối phương trong một giây. Chiêu thứ hai là có 3 lần thi triển kỹ năng. Cứ mỗi một lần kích hoạt thì anh em nên kết hợp với đòn đánh tay, bởi vì mỗi một lần gây sát thương thì đòn đánh tay sẽ được hồi lại ngay lập tức. Đó, và chúng ta sẽ đầy rồi mình đấm luôn hai thanh niên này cho anh em xem nha. Ui dồi ôi, thôi tôi phải lùi ra một tí, mới level 2. Ồ, có cả mid mình xuống rồi, khả năng quay lại được rồi, bởi vì mình đang dùng cái răng ring. Răng ring này gây đam rất lớn cho anh em, né được rồi, đấm làm choáng này, gây đam này, chặn hộ bạn ơi. Mạng đầu tiên first blood. Tiếp theo là ma bướm mập, mập chạy đâu mập ơi. Trời, nó chạy đúng nhanh. Thôi, ăn thanh niên Android này trước. Ok, tiếp theo là mật không? Mập chạy được rồi. Đó, và chiêu cuối là Android 18 sẽ lướt lên không trung, xoay xoay người gây sát thương 5 lần, gây đam vật lý hết nha anh em. Anh em lưu ý tất cả các đòn đánh của cô nàng này đều gây đam vật lý. Đấy, chứ không có tí nào đam phép đâu nha anh em. Đó là toàn bộ hệ thống kỹ năng của Android 18. Mình trận đấu này mình sẽ thử test Android 18 theo build đồ là full dam nha anh em. Lên full dam. Đấy, một cái giáp hồi sinh cuối cùng thôi, chứ mình sẽ không lên đồ chống chịu, để xem cái lượng dam cô nàng này gây ra như thế nào. Vừa rồi đã làm được hai mạng rất là ngon rồi. Chúng ta có thể thấy là hai thanh niên Mabu bỏ AD xuống đường của mình để tẩn nhau cho nó nhiệt. Vâng, không hiểu lắm. Đấy, la vào rồi, lừa ok và mình sẽ tiêu cho thanh niên Android 18 của team bạn nha. Đấm, có trừng phạt vào đầu, ui ôi, thanh niên lướt tạo giáp và sống rồi anh em. Ui dồi ôi. Đừng biến về thôi, bỏ qua đi. Ai chả dừng team bạn luôn kìa, thôi lùi lùi tí. Ủa, đó, mình đấm làm choáng nha, chạy đi. Đấy, cái lướt đấm rất lợi nha anh em, đấm choáng một giây và chúng ta lướt về cực kỳ ngon lành. Team bạn đang có ý định ăn con quái rừng mà mình sẽ không để điều đó xảy ra nha. Chắc chắn thanh niên này hay quá, nhờ một phát chiều cuối luôn của thanh niên mid team chúng ta và lướt chiều cuối lên đuổi này. Android 18 team bạn cũng đã chạy rồi và team chúng ta sẽ quay lại ăn thôi, nhẹ nhàng tình cảm. Đấy, con quái đầu này ăn sẽ rất là nhanh thôi với ba người đánh. Ok, và mình tiếp tục di chuyển xuống dưới đối đầu với Mabu và Android 18 team bạn. Đấy, đây thanh niên này đang free cho nên là ok kìa. Ở rừng của chúng ta đánh kiểu gì vậy? Rừng này test rồi anh em ơi, rừng này test tướng rồi, gây đam không chết nổi Mabu. Có chiêu cuối không nhảy vào mà lùa đi còn giật ra, thanh niên này test tướng nha anh em. Đã ra là mình để cái chọn tướng là mình lấy nhân vật trong bộ thanh niên diệt quỷ này cơ anh em. Đấy, Nezuko đúng không? Nhưng mà mình lại chuyển sang thanh niên Mirito. Đấy, đánh thanh niên khó nhất game xem nào nha. Khó nhất game và biến ảo nhất game để xem như thế nào. Mình được 3.000 rồi, còn 3.000 nữa. Vâng, thanh niên đó 6.000, rất là đắt. Khốn cực kỳ luôn. Ok, cẩy không biết bao giờ mới đủ 6.000 anh em. Mua vé tháng thì sẽ rất là nhanh thôi, nhưng mà mua vé tháng hơi tốn chút, cho nên mình hơi tiết kiệm. Đó, cứ mỗi một lần đánh là anh em sẽ có 30% làm chậm đối phương nha. Đấy, cứ mỗi một lần sử dụng chiêu 2 trúng đối phương á, sẽ có 30% làm chậm. Rất ngon. Solo với thanh niên Mabu này cũng rất là khó chịu, bởi vì đó là tanh cơ anh em ạ. Nó có tạo giáp, nó có hồi sinh. Đấy, nhảy ra, nhảy ra đây, nhảy ra đây, nhảy ra đây. Đấy, nó hút mình vào này. Ê, né chiêu cuối liền. Ô, ô, chơi chiêu cuối luôn, sấy vào đầu, không ăn thua lắm anh em ạ. Chiêu cuối của Android 18 cũng khá là yếu, không mạnh lắm.
Đá trượt một phát rồi, đá trúng hai phát, ba phát. Vâng, máu thấy bắt đầu mệt mệt rồi đó. Rừng chúng ta đang xuống rồi và sẽ là một pha tiêu diệt ma vừa ở đây. Nhảy ra đây, đúng rồi, đá vào đầu nó, đá vào đầu nó, đúng rồi, ăn luôn mấy cái xác này. Xin, ok, killing spree, láo à, đá nhẹ vào đầu ngay nhưng mà team chúng ta đang bị mất cái con bùa ở sông trên hơi nhiều nha, mất hai con rồi đó. Chúng ta sẽ đào một chút ra đường giữa để hỗ trợ team xem thế nào nha. Đây là một cô nàng đấu sĩ, mình thấy đánh giá đánh khá là hay đó. Ui dồi ôi, sao còn đánh mà bư thì bạn đi rồi chứ còn gì nữa. Ông ulti ai, ông ulti ai. Đó, từ ngay mà bư nào, đấm cho một nhát này, lùi ra này. À, choáng mình, à, thích gì. À, vớ và vớ vẩn. Anh em muốn ngày mai mình chơi thử thanh niên pháp sư kia để cho anh em xem không? Mai mình chơi thử luôn thanh niên pháp sư, nó rất là mạnh với cái chiêu cuối áp chế đối phương. Đứng im luôn. Có một chiêu choáng, một chiêu áp chế và thả đá, gây đam khá là ngon. Chỉ với 3 chiêu thức thôi anh em, đánh rất dễ. Mà lại mạnh, không hề yếu nha. Nick của mình cũng được mấy nhân vật vàng ở đây nhé, khá là ngon. Ôi, 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 cho chim quái đã rồi, sao không chạy? Cướp thành công rồi, té rồi. Bướng mẻ đấm cho cái, chạy, chạy, chạy. Lướt 3 lần, chiêu cuối để chạy luôn. Chiêu cuối. Ui ôi, hút chúng tôi rồi. Trời ơi, không bấm được chiêu cuối để chạy anh em. Bị sắt đau rồi. Đáng tiếc. Nhưng mà mid team bạn đang hơi say đòn ở đây. Mình sẽ lùa thanh niên này. Choáng với chúng tôi. 1 đá, 2 đá, 3 đá. Chiêu cuối. Có chân phạt đầu. Chạy hô hô. Thích thanh niên này luôn. Gần đôi luôn. Ôi, chiêu cuối trượt rồi mau ơi. Rồi ơi. Chúng quả đấy là cân đôi rồi. Mình lên full đam cho nên lượng đam mình gây ra cũng khá là ngon lành. Ôi xong, 3 tháng đuổi rồi. Ôi, thằng nào chạy nhanh thằng người sống. Thằng nào chạy nhanh thằng người sống. Đuổi đi, không đuổi rồi. Cứ thằng nào chạy nhanh thằng người sống anh em. Tầm này là không anh em bạn bè gì hết đâu. Cắm đâu mà chạy thôi. Bướng kìa, đấm luôn. Tim. Trời ơi, cái thằng rừng. Để nó chạy nhan nhán qua không đấm luôn cho khoác vào đầu đi. Ôi, mà bư làm gì kìa. Ôi, thằng rừng đâu, ti lên đánh đúng rồi. Thế thôi. Mày chờ. Ta bảo đánh mới đánh nữa. Rồi, ok. Thế thôi, đơn giản. Mà bư đã nhảy lên cầu hết đam cho rồi. Rừng hơi non anh em, rừng hơi non. Dừng cách tướng rồi. Không biết sức mạnh của thanh niên Nezuko là như thế nào. Đá bay đầu mấy thanh niên ngay lập tức. Cực kỳ mạnh. Chúng ta mất 3 con rừng trên rồi. Rồi chúng ta săn rừng team bạn nha. Chạy đi đâu nữa này. Chạy đi đâu nữa này. Nào tiếp theo là thanh niên kia. Dẫm đúng chắc rồi. AD bạn chắc chắn sẽ đi rồi. Rồi, tìm bạn đi vào đây, đi vào đây. Một đấm vào đầu. Ôi, chạy, 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 chạy. Biết chiều cuối không đi, kia tưởng phải chạy. Cái làm không, chạy luôn, đuổi hộ. Nào, đuổi, đuổi, đuổi. Đuổi, đuổi. Đuổi, rồi, xong. Biết nghe lương cao, đuổi tôi các bạn ơi. Đuổi tôi là sai rồi. Đuổi vào trong trụ đi còn gì để mà nói nữa anh em. Tưởng ít máu à. Thanh niên này rất là trâu nha. Có khả năng block dam rất là trâu nha. Đó đồ mình khá khá rồi anh em. Bây giờ đá AD với cả đá mid team bạn là bay màu nhanh cực kỳ luôn. Tình công đã xuất hiện rồi. Chúng ta lại xuống tận nhưng mà bư này cái farm lắm, farm lắm, farm lắm. Chiêu cuối để chặn đầu luôn nha anh em. Chiêu cuối không những gây năng tốt mà còn có thể chặn đầu ngon nhỉ. Ui, đừng cưng cưng. Đúng rồi, ma bư. Đúng rồi, không nó đánh. Ma bư hồi sinh. Đúng rồi, ma bư hồi sinh rồi. Ha ha. Và team bạn lại nằm xuống. Trời, né chiêu liền. Ui, thằng này có biến về đẹp thế.
Xin vậy. Biến con mù quáng luôn anh em. Vào còn tặng cái tuổi nữa. Ê, thật. Your turret has been destroyed. Chơi Android 18 cũng rất dễ thôi nha anh em. Cứ nhè mít với cả AD team bạn mà đấm cũng chạy nổi luôn. Với 3 lần đá làm chậm 30%. Đố nhỉ, chạy được. Thêm quả chiêu cuối có thể gây đam mà có thể lướt lên vượt địa hình chặn đầu nữa thì chạy kiểu. Quan trọng là chúng ta có đủ sống sót để bắt được AD hoặc là mít team bạn hay không thôi. Đấy, mà bừ chúng ta đang lùa AD kìa. Đấy, kinh chưa? Ui, hút trượt. Thật đáng tiếc. Và là hút chúng chắc chắn nằm. Ôi thôi xong ông kia. Đấy, nó cứ ăn con này xong nó thả. Nó không vào được một cái gì anh em, nó không có một cái tác dụng gì cả. Rừng ảo thật đấy. Ăn xong thả xong chết ạ. Sợ luôn đấy. Thế thì thả ăn con quái trên đi để nó tăng đam nó tim cũng phải ngon hơn không? Ông ăn cái con đập trụ rồi ông thả va vẩn. Chưa chạm vào trụ đã chết rồi. Đợt. Bỏ qua người, bỏ qua. Your team has destroyed the turret. Thì chúng ta đang đẩy đến trên, mình sẽ ở đây cò quay mấy thanh niên này. Đấy, đẩy tiếp ấy, mình sẽ ra hiệu đẩy tiếp ấy. Ma bư à? Ma bư này, một đá. Ma bư này. Né chiêu liền. Đánh ai? Đánh ai? Đánh ai? Úi dồi ôi kìa. Ui, nó đấm quả bay ra, tiếc ghê. Kỉnh con Nezuko nó bật cái chiếc cuốn, nó chạy nhanh thật đấy anh em. Nếu nó bật là nó đuổi người thì thôi, chi chạy à. Quá dã man. Đấy ơi, con hàng ưa thích của mình. Thôi, thử toàn chiếc cuối chạy luôn anh em. Có kinh công trong người rồi, chạy thôi. Rồi ôi, ba thằng áp chế tôi. Nè, nó điên rồi. Thanh niên này ăn bùa xanh của mình à? Ờ thôi xong rồi đấy. Một đấm làm choáng đôi luôn nha. Chiêu cuối bất ngờ. Ui trời ơi. Bướng à, cướp bùa của chúng tôi à? Excellent liền. Xong rồi. Xong rồi. Ôi, tin tôi yếu quá anh em ơi. Tôi mạnh thôi. Trời đất, đá luôn thanh niên này này. Đá luôn này. Trừng phạt đầu này. Ui, khỏe quá anh em. Không ăn được. Mô lỗ một cái chút cuối. Đấy rồi. AD tìm bạn đi lẻ là chắc chắn đi này. Một đá, một đá. Chiêu cuối luôn vào đầu. Chạy hô. Thấy không, tôi diệt nhanh không. Chạy, 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 chạy. Ây da ơi. À không sao, mình còn bất tử. À mình còn sống dậy, sống dậy hồi sinh. Ây da ơi. Đi, đi bạn ơi. Rồi, đứng dịch ra đây đã. Dình ăn kinh công đã. Vâng, thằng kia nó đầy máu và nó ăn luôn cụ hồi máu anh em ạ. Sư nhìn nó chứ. Thế thì ai chơi nổ nó đây. Ôi, Klaus ăn mình mà. Một đá vào đầu. Ui, anh em nhìn giáp kìa. Cái quái nào mình hẹo pha đấy nhỉ. Giáp cả cục mà. Ủa, chấm. Mày thì đánh bạn tao. Đứng lại. Thằng này đánh, đánh bạn đồng. Đánh bạn đồng trực cuối vào đầu luôn. Đánh bạn đồng này nằm xuống. Chạy yêu. Đá thì bắt đứa vào đầu. Đá, đá, đá. Lăn tấm. Sổ lướt lên đấm ngược đằng sau. Cứ bắt mạnh luôn anh em. Bên chạy hộ. Đấm, bắt hai nữa. À, thôi, thôi, thôi. Thôi anh em đùa, em đùa. Ui, bắn đau. Chiêu cuối chạy. Ui. Thôi em đùa. Đúng mạnh luôn anh em ạ, team nó đúng mạnh luôn. Team nó đang ăn kinh công rồi. Phải dinh dinh ở đây thôi. Dinh dinh, team tôi đâu rồi. Trời ơi, mất kinh công rồi. Tôi quả này tôi cũng đi nốt rồi. Ôi rồi, ôi đá, ôi rồi, ôi chiêu. Chiêu thua. Ôi, thua ngược rồi anh em ơi. Trời đất ơi. Team tôi nó tạ quá. Ok, và đây là trận đấu tét tướng của mình. Trận đấu đầu tiên luôn, tét tướng. Không được may mắn cho lắm. Và hẹn gặp lại anh em ở những video sau nha. Hãy để lại like, share và comment về nhân vật anh em mà xem tiếp theo nha. Còn bây giờ thì bye bye.
なんだ、大したことないんだね。